Brasil. Ich komme aus Vietnam. Und ich wohne in Ho Chi Minh Stadt. Und Sie? Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Wo wohnen Sie? Xin chào tất cả các bạn. Ta lại gặp nhau. Và các bạn có vừa nghe thấy mình nói về câu chuyện thân nào? Các bạn có hiểu là gì không? Mình vừa mới nói là xin chào. Hello. Ich heiße Dương. Tôi tên là Dương. Ich komme aus Vietnam. Tôi đến từ Việt Nam. Ich wohne in Ho Chi Minh Stadt. Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Und Sie? Còn bạn? Wie heißen Sie? Bạn tên là gì? Woher kommen Sie? Bạn đến từ đâu? Wo wohnen Sie? Và bạn sống ở đâu? Wie heißen Sie? Bạn tên là gì? Chúng ta đã học từ bài 1 rồi, chắc chắn là các bạn nghe ra đúng không? Nhưng chúng ta có một câu mới, đó là câu Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Bạn từ đâu tới? Ich komme aus Vietnam. Ich komme aus Vietnam. Tôi tới từ Việt Nam. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Ho Chi Minh Stadt. Ich wohne in Ho Chi Minh Stadt. Bạn sống ở đâu? Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là chúng ta đã có 3 câu để hội thoại rồi nha. Thứ nhất, bạn có thể hỏi tên. Wie heißen Sie? Bạn nhắc lại theo mình ha. Wie heißen Sie? Ich heiße. Ich heiße. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus. Ich komme aus. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne in. Ich wohne in. Các bạn có thể tạm dừng video trong mấy phút và các bạn tập nói lại 3 mẫu câu trên. Như vậy là các bạn đã nói được 3 câu tiếng Đức rồi đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một số tên nước. Một số tên cơ bản thôi, không thể nào tất cả các nước trên thế giới được. Những tên mà chúng ta thường hay gặp. Đầu tiên đó chính là quốc gia thân yêu của chúng ta, Việt Nam. Việt Nam. Các bạn để ý trên các tên nước mình đã đánh dấu trọng âm. Ở đây chúng ta sẽ không đọc là Việt Nam như là tiếng Việt Nam, mà chúng ta sẽ đọc là Việt Nam. Việt Nam. Ich komme aus Vietnam. Và đất nước mà các bạn đang muốn tới, Deutschland. Deutschland. Các bạn chú ý trọng âm là âm EU ở đây, Deutsch. Và ở đây chúng ta có âm SCH. Các bạn sẽ đọc sh. Deutschland. Mình sẽ đọc lại Deutschland. Deutschland. Quốc gia hàng xóm của Đức, Thụy Sĩ. Die Schweiz. Die Schweiz. Lại một quốc gia hàng xóm nữa chính là Hà Lan. Niederlande. Niederlande. Các bạn chú ý
Die Niederlande. Die Niederlande. Không còn là hàng xóm của Đức nữa, nhưng từ quốc gia này số lượng người nhập cư vào Đức là lớn nhất. Hiện nay có rất nhiều người thổ sinh sống tại Đức và quốc gia này có tên là Die Türkei. Die Türkei. Các bạn chú ý ở đây, chữ này là chữ U umlaut và chúng ta sẽ đọc là Ü, chứ không phải là U, không phải là Türkei mà là Türkei. Die Türkei. Australien. Australien. Trọng âm rơi vào chữ A. Australien. Canada. Canada. Trọng âm rơi vào chữ A đầu tiên. Các bạn nhấn mạnh hơn một chút. Canada. Một đất nước cũng rất gần gũi với chúng ta là đất nước Nhật Bản. Nhật Bản cũng giống như tiếng Anh, tiếng Đức viết y chang và chúng ta sẽ đọc là Japan. Japan. Russland. Russland. Các bạn có nhận ra cờ của quốc gia nào đây không ạ? Quốc gia nổi tiếng nhất thế giới. Die USA. Die USA. Poland. Poland. Đất nước sát vách với nước Đức và cũng có rất nhiều người Ba Lan hiện đang sinh sống tại Đức. Poland. New Zealand. New Zealand. Trọng âm rơi vào hai chữ E ở đây nên chúng ta sẽ đọc mạnh hơn và kéo dài ra một chút. New Zealand. Nước Áo. Hàng xóm của nước Đức và Thụy Sĩ. Trọng âm rơi vào chữ O umlaut ở đầu câu. Chữ O umlaut chúng ta sẽ đọc là Ö. Österreich. 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 Reich. Các bạn có thấy âm CH ở cuối, chúng ta sẽ phải phát âm nhẹ. Österreich. Österreich. Đất nước của Mỹ. Spaghetti. Italian. Italian. Trọng âm rơi vào chữ A nên chúng ta sẽ nhấn mạnh chữ A. Italian. Và cuối cùng là một quốc gia cũng rất nổi đình nổi đám và chúng ta sát vách với đất nước này, chính là China. China. Từ China có hai cách đọc. Các bạn có thể đọc là China hoặc là China. China hoặc là China. Như vậy, mình vừa mới hướng dẫn cho các bạn một số tên nước phổ biến trong tiếng Đức và cách đọc. Các bạn có thể xem lại và dừng từng nước một để có thể đọc theo cho chính xác. Các bạn lưu ý những âm gió như là âm ở cuối. Thông thường thì người Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng của tiếng Việt nên chúng ta không có bật những cái phụ âm cuối này, nên khi chúng ta học tiếng nước ngoài thì chúng ta nói không được hay bằng những nước khác. Nên các bạn nên chú ý ngay từ những buổi học đầu tiên là chúng ta sẽ để ý những cái âm bật này. Cấu trúc nói tôi từ đâu tới và hỏi bạn từ đâu tới thì thực sự là không khó. Chúng ta chỉ cần nhớ ich komme aus
có nghĩa là tôi từ, và chúng ta sẽ lắp cái địa danh mà chúng ta tới vào. Đối với chúng ta thì đến từ Việt Nam là rất đơn giản, bởi vì từ Việt Nam trong tiếng Đức và tiếng Việt rất giống nhau. Chúng ta chỉ việc nói là Ich komme aus Việt Nam. Nhưng một số quốc gia khác các bạn cũng để ý thấy một số tên nước có mạo từ, ví dụ như là die USA, hoặc là die Türkei, hoặc là die Niederlande. Thì khi mà chúng ta nói cấu trúc này, nó sẽ có một chút ngữ pháp mà các bạn phải chú ý. Đó là chúng ta sẽ phải nói là Ich komme aus der Schweiz. Ich komme aus der Schweiz. Các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có mạo từ là die, nhưng mà khi lắp vào câu cấu trúc này thì chúng ta sẽ phải chuyển thành aus der Schweiz. Và mình sẽ lặp lại. Ich komme aus der Schweiz. Ở đây chúng ta cũng có die Türkei. Như vậy thì các bạn cũng sẽ nói là Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Die USA. Nhưng mà không phải là Ich komme aus der USA, mà là Ich komme aus den USA. Ich komme aus den USA. Và cuối cùng là từ Niederlande. Die Niederlande. Ich komme aus den Niederlanden. Ich komme aus den Niederlanden. Các bạn đang thắc mắc là tại sao lại aus der Türkei, aus der Schweiz, mà bây giờ lại là aus den USA và aus den Niederlanden, phải không? Đó là do hiện tượng ngữ pháp trong tiếng Đức sau giới từ aus, chúng ta sẽ phải sử dụng dativ. Đối với các bạn mới học thì dative sẽ là một cái khái niệm rất mới và các bạn sẽ cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà theo mình thì tốt nhất là các bạn chưa nên tìm hiểu dative là gì vào thời điểm này, mà chúng ta tạm thời học thuộc lòng những cấu trúc như là Ich komme aus der Schweiz, Ich komme aus der Türkei, Ich komme aus den USA, Ich komme aus den Niederlanden. Bốn trường hợp đặc biệt này các bạn tạm thời học thuộc lòng nhé. Với những tên nước khác thì các bạn không thấy có mạo từ, ví dụ như các bạn không thấy có der, die, das, thì các bạn có thể nói trực tiếp luôn. Ví dụ như Ich komme aus Deutschland, Ich komme aus Polen, Ich komme aus Japan, Ich komme aus Italien. Như vậy là chúng ta đã học được một ít mẫu câu để giao tiếp này. Chúng ta học được một chút từ vựng là tên nước này, một chút ngữ pháp là cấu trúc Ich komme aus der Schweiz, Ich komme aus der Türkei. Mình hy vọng là các bạn đã học được những điều bổ ích trong video này và sẽ tiếp tục theo dõi những video của mình sắp tới. Trong video sắp tới mình sẽ nói về mẫu câu hỏi thăm sức khỏe, tình hình của một ai đó, cách trả lời, cũng như một số cách cảm ơn và phản ứng lại với lời cảm ơn của người khác trong tiếng Đức. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Vielen Dank, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.